Ok, mình ghi video này lại để làm phục vụ cho việc xem lại kiến thức của mình đã học trong chương trình Security Plus. Thì bài học ngày hôm nay của mình là mình được học về RAT, đó là Remote Access Trojan. Thì mình sẽ dựng lại một bài lab cơ bản một cách loosely nhất trong một điều kiện lý tưởng nhất có thể đối với một máy tính Kali được ảo hóa. Thì ở đây mình sẽ thực hiện như sau. Trước tiên là về phần network adapter, mình sẽ cần phải chuyển từ NAT sang host only để cho chạy duy nhất trong máy Kali của mình nhằm đảm bảo an toàn cho máy của mình. Ở đây memory thì các bạn cứ tùy chọn theo cái mà bộ máy resource của các bạn có. Sau đó mình sẽ bật nó lên. Lúc này quá trình khởi động của Kali sẽ được thực hiện và mình sẽ thực hiện giả lập là mình sẽ cài một con RAT vô đây, mình sẽ remote vô chính cái máy Kali này luôn. Này giống như múa rìu qua mắt thợ nhưng mà thôi, lưu lại để học cũng chả có ý nghĩa gì. Rồi, ở màn hình terminal trước tiên mình phải coi coi IP của máy mình hiện tại là bao nhiêu. Nó đang là 192.168.128.129, đó chính là địa chỉ IP của cái máy ảo Kali này. Và để thực hiện việc này smoothly mình phải có một cái user, mình sẽ tạo ra cái user test để cho đảm bảo an toàn. Rồi, lúc này sẽ cài password cho test, nhớ password là test, test. Thì lúc này user test với password test được tạo ra, nhưng lúc này quyền của test thì nó không được full như của root. Giống như đã nói thì để mình loosely hơn trong bài lab vừa mới học thì mình sẽ cho cái quyền user test này nó tương ứng với root luôn, thì thông qua cái chỉnh sửa trong vim sudo. Lúc này mình sẽ thực hiện cái việc chỉnh sửa ở đây, nên test on. Đó, mình lưu lại. Rồi, thế là xong. Thế là xong về phần mình đã kiểm tra nó. Và lúc này mình cần phải sudo về test, su về test để kiểm tra quyền. Ok, giờ mình có thể tạo được một vài câu lệnh do sao là sudo về con netcat. Cái này lnc là con netcat, lvb 43 là mở cái port 43 ra với một cái màn trong cái phần bin và path enter. Cái này nó yêu cầu bắt một test, gọi bắt một test vô. Thì lúc này trạng thái của con Kali này là đang lắng nghe tất cả các IP gọi tới nó thông qua port 43. Mình sẽ tạo ra một cái session terminal khác để giả lập là mình sẽ remote thông qua cái đường backdoor của con RAT đã được tạo ra. Thì lúc này mình sẽ thực hiện là lnc với địa chỉ IP của cái thiết bị Kali vừa mới bị nhiễm thì là 192.168. Đây, copy cho nhanh. Rồi, dán vô, sau đó là mở cái bọt mình đang cần là bọt 443. Enter, ngay lập tức là mình sẽ chui qua cổng đường hậu của nó. Lúc này mình hãy test bằng cách là ok, ID. Và mình sẽ coi ở bên này, nó sẽ được có lắng nghe. Đây, nó báo là có một cái kênh net từ cái IP tới cái IP Kali của mình từ một cái Kali với một địa IP nào đó và cái session nó khởi tạo là như thế này. Lúc này mình gõ câu lệnh ID sẽ trả ra là ok, mày đang ở quyền root, mọi thứ của mày là root. Lúc này mình có thể thực hiện một vài câu lệnh đơn giản như là ok, coi thử coi nó có cái gì. Mình phải coi sâu hơn nữa, như là xịt về mặt user coi đang có user nào đó, hoặc là một vài thứ nào đó khác như là ở đây mình chưa có sale lên ha. Có thể coi được trong root không? Không coi được hả? Rồi thôi, không coi được thì thôi. Nhưng mà bây giờ mình cần
và bạn có thể thấy được rằng là ở cái màn hình số 2 này thì mình cứ nói cái là session số 1 là mình đang mở ra một cái backdoor cho cái máy tính Kali này, và mình đang giả lập là mình biết cái backdoor này, mình sẽ chui vô, mình có thể liệt kê, mình có thể đọc được rất nhiều thông tin ở đây, với cái quyền đang đứng ở đây là quyền root nha, lưu ý là quyền root. Và bây giờ mình sẽ cần phải gọi là cho nó giống như là cái full quyền của mình thông qua câu lệnh Python. Câu lệnh Python như sau. Câu lệnh Python. Ok, mình copy cho lẹ ha. Đây, câu lệnh Python này ngay lập tức nó sẽ trả về mình giống như mình đang đứng ở trong chính cái mod root của con Kali. Thì lúc này mình sẽ thực hiện được rất nhiều thứ, mà mình có thể cast được khá nhiều thứ, có thể coi được rất nhiều thứ. Sao ta? Xịt cái gì đó coi. Đó, nó xảy ra rất nhiều thứ hàng ba lần này. Và mình có thể coi được tới mức của hàng user.ltl. Mình sẽ coi được nó như gì trong này. Hãy coi được. Đúng không? LF-LAH. Gõ cũng sai nữa. Root nè. Rồi có thể coi được những khác rất nhiều thứ. Nói chung là đây là một con rác. Mình có thể exit ra. Ok, exit ra. Đây, mình sẽ trở về. Thì lúc này bên này mình đã bị đóng cái kết nối này. Mình trở về. Rồi, đó là nội dung bài học ngày hôm nay của mình.